Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhé. Thì cái video này em sẽ quay cho các bác xem là cây ốc mà cách đây khoảng tháng 9, tháng 10 năm ngoái ấy, gọi là cây ốc cuối vụ năm ngoái. Cây ốc nhỏ ấy, thì quay xem cho các bác xem là có năm sau có nên để ốc nhỏ vượt đông không nhé. Thì cái lượng thì em thả thì em không có đong đếm được các bạn. Thì cái ao này nó rộng đến hơn 1.000 m² các bác nhé. Thì em đang gạn, sáng nay em đang gạn này, giờ đã là 9 giờ rồi, nắng lên rồi vậy. Bây giờ bắt đầu cạn rồi. Thì em lúc đấy em bắt đầu vợt vợt ở ngay đoạn trên này thôi là cũng thấy là vẫn là ổn các bạn. Và lượng chết thì vẫn có các bác nhé. Thì đây. Còn những cái ao này thì em chưa gạn này các bác này. Ở đây vẫn tức là ao nào em cũng để, mà em để là một phần em để nước, mà chủ yếu em để nước nhé các bác nhé. Cái ao này thì em để một nửa nước nửa gạn, thì đến cái chỗ ở nước thì nó chết khá là nhiều rồi. Còn còn những cái chỗ xung quanh bờ ấy, vừa rồi em dâng nước lên và buổi tối em đi xoáy vẫn thấy nó lên ăn. Nhưng mà với cái độ dày và rộng của ao, với cái thảm thực vật mà cây thủy sinh ấy nó mọc tốt quá thì em sẽ không đi gom được. Bây giờ hiện tại em sẽ đi gom một chút để mà cho vào một chỗ để nó sẽ tập trung ăn, và để và em cũng sẽ không bắt hết đâu các bạn. Đây thì các bác nhìn thấy không, nó quá là đẹp không. Đây đây là cây, những cây ngó nhá các bác nhá. Năm ngoái em mấy cái video trước ấy em đang nhân giống nha, bây giờ nó đã cao một phần, cao hơn đầu người rồi các bạn, cao hơn đầu người rồi. Đây, một phần bằng ngực rồi. Nó rất là đẹp luôn. Cái này nguồn thức ăn cho ốc vào, cho lợn, cho gà, cho, nói chung ấy, em ấy chỉ cần hai cây như này thôi là ăn. Thì cái video này em xoay đi bắt ốc ấy thì em đang bắt ở đoạn này. Thì nhân tiện đây em quay một đoạn video cho các bác. Thì đây em bắt thì em bới bới ở đây ạ. Em bới bới khoảng chừng khoảng 5 6 mét vuông nhé. Em đây, cái xô em này, em mới bới khoảng 5 6 mét vuông và cũng được một ít rồi. Thì ở đây các bác này, thì các bác nhìn ở đây cũng sướng lắm. Bây giờ đây em đứng ở đây vừa vừa giới thiệu cho các bác luôn. Đây cây cây này nó, em không quay ngược đây, cây này nó cao như này luôn này, nó đẹp như này nhé các bác nhé. Làm mái che là ok lắm nhé. Đây. Đấy thì rất mong các bác là em quay bằng một cái thiết bị điện thoại thôi, để làm video từ xưa đến nay cũng thế nên là cũng không biết chỉnh sửa hay là gì gì cả. Thì qua đây đây các bác, em bới từ đây lên đây là cũng được một ít ốc. Thì qua đây em cũng muốn quay video cho các bác xem. Ốc thì có con to con nhỏ đấy, những con ốc to em sẽ không bắt được không ạ? Em sẽ bắt dồn những con ốc nhỏ, ốc to đây, nó vẫn còn ốc to nhé các bác nhé. Những con ốc to to kia. Và lâu lâu vẫn sót. Cái loại to thì em để nó đẻ tự nhiên ở đây, bởi vì em bắt vào sợ lỡ mà nó có chết đi ấy. Đây những loại 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 to to này này. Đấy. Loại này thì em sẽ để nó tự nhiên, còn em bắt thì em sẽ bắt cái loại nhỏ nhỏ. À đây, nhỏ như này. Em sẽ bắt loại nhỏ nhỏ này dồn vào, bởi vì vào một cái ao kia nếu mà lỡ mà nó chết ấy, thì là tiếc lắm. Còn ở cái ao này nó tự nhiên nó sẽ không chết, mà nó sẽ cho nó đẻ tự nhiên một ao. Thì đây em đã bắt một lúc, em bắt được bằng này. Trong vẹn vẹn mấy mét này em bắt được bằng này rồi nhé các bác nhé. Đấy thì lúc em để ốc vượt đông nhé các bác nhé, là con ốc này lúc để vượt đông ấy thì nó bé thôi, nó chỉ bằng 5 đầu ngón tay, mà bây giờ nó cũng có nhiều con này, đó nhìn nó phát triển này, đó cũng khá là ổn rồi. Lúc này chắc tầm tháng nữa mới đẻ được, tầm tháng nữa thôi nhé là đẻ. Bây giờ hiện tại cũng chưa đẻ. Đó một phần lúc vượt đông nó bằng này vẫn là ok các bạn. Ốc nhá thì ở miền Bắc mình ấy thì cũng có rất nhiều anh em nhiều ý kiến khác nhau, thì cứ thấy bán ốc các bác trong Nam nhé, thì ốc trong Nam thì rẻ nhé, ốc miền Bắc tầm này thì em thấy nó cũng giá là khá là cao, bởi vì để vượt qua đông nó rất là khó khăn, nên là ốc nó dao động từ một trên 100 đến 200 đến thậm chí đến 300 nghìn tùy từng trại. Nhưng mà để mà chuẩn ấy thì em không biết đâu, là em cũng không nói đâu, nhưng mà cũng có rất nhiều người thì thấy giá ốc cao thì người ta cũng nhập ốc ở trong Nam ra chỉ 5 70 nghìn ra trà trộn vào bán cùng, đúng không? Thì như thế là rất ảnh hưởng đến bà con chăn nuôi. Con ốc thì ở miền Bắc mình thì mãi mãi nó giữ giá thôi, bởi vì là vượt đông nó khá là khó khăn. Đấy thì em cũng đây, em cũng đang bắt ở đây. Thì qua đây em muốn quay cái video chia sẻ cho các bác. Đấy em, ôi con này. Em sẽ bắt những con ốc nhỏ nhỏ này, em dồn vào một chỗ, một cái ao nhỏ nhỏ để xem nó tốc độ nó phát triển như thế nào. Và bớt một chút ít đi, đúng không? Thì đây. Các bạn những cái cây này này là nó quá tuyệt vời. Cây này bây giờ cao tầm khoảng mét 6, mét 7, mét 8 các bạn. Đấy, em đứng ở dưới bùn nữa là nó vượt lên em bao nhiêu. Để bùn mình đã ngập bằng gối rồi. Thì ở đây em để nó tự nhiên như này nhá. Thì nguồn thức ăn là quá là dồi dào luôn.
người ăn. Đây nhá, em chia sẻ cái cây này cũng rất nhiều người hỏi vào lúc nào gửi ốc giống thì gửi luôn cho. Thì em cũng ok, còn ốc giống thì em thực lòng mà nói thì bây giờ đấy em cũng đang gom thôi, thì cũng đi cũng đấy lâu lâu bắt mấy con như này vào xem sao. Đấy nó cũng vẫn đang còn đang lớn này, ốc em vẫn còn đang lớn. Bắt ốc thì ở đây em chia sẻ luôn cho các bác là các bác có kinh nghiệm trại lớn rồi thì không nói, em thì cũng năm thứ tư để bước vào nghề chăn nuôi rồi. Đấy, em cũng năm thứ tư rồi, nhưng mà nói chung ấy nâng 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 ốc ấy cũng như nâng quả trứng, nâng từng con một, bởi vì là em cũng dự tính bắt ra một ít thôi, không không bắt nhiều, bởi vì ao này em tháo rồi em đây một phần này, một phần nó đang là phát triển này, vỏ mỏng nhá, phải giữ nhá. Đó thì cũng sẽ vạch từ từ, bắt được con nào bắt, con nào bắt được con nào bắt nhá. Thì nói chung ấy thì vừa bắt em vừa quay một đoạn video xem sao nhỉ. Qua đây thì vừa bắt nó đấy, nhỏ 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 li ti này thôi. Không sao cả, không sao cả. Đó, miễn sao là có ốc giống để được rồi, đúng không? Đó, cũng có rất nhiều anh em trên kết bạn trên Zalo, em có số Zalo là các bác cứ vào trong đấy nhé, 0966787491 đấy. Bình thường em hay để dưới phần mô tả, phần bình luận đấy các bác. Thì các bác cứ vào trong những phần đấy mà các bác tìm kiếm. Đúng không? Thì ở đây đấy các bạn thì con này chết rồi. Này chết con này. Đây thì nói chung ấy thì làm cái ốc này thì nó cũng nhiều vấn đề rủi ro lắm. Nên các bác muốn vào thì các bác cứ tìm hiểu thật kỹ vào. Giờ nó đi ra ăn rồi nên nó không ở cái bái cây này, cây lục bình, cây bèo lục bình này. Nó sẽ không ở đây nữa, nó ra ngoài là phần nhiều. Em nghĩ nó xuống bên dưới kia sẽ nhiều. Cái này có khi có cá chê các bác. Cái này toàn nước. Này cũng có khi có cá chê. Em cũng nói chung ấy là để xem. Nói chung là em con này cũng chết này. Nói chung là bắt lượng ốc thì em không nắm được đâu. Mà em sẽ bắt ốc giống của em ấy thì chắc là phải bước sang tháng tư các bạn. Bây giờ để linh tinh em chả tính đâu. Chả tính nổi ấy. Là một cái thứ hai nữa là không đủ lượng cho anh em. Nó vẫn nhỏ nhỏ này mà thôi, cứ bắt những con nhỏ nhỏ này cũng được. Chẳng qua thôi, qua tiện đây thì quay cho các bác xem lấy cái cây ngó luôn này. Đây, nó phát triển như này. Nguồn thức ăn nhé các bác nhé, năm tới em thả xuống cái ao này nhé là em không cần phải đó, em không cần phải cho ăn nữa luôn. Đấy đấy. Đây. Thì ít nữa em ươm cái loại nó để xong ấy các bác, em ươm em nuôi thương phẩm cái ao này chắc là rất là ok. Em vừa dùng em vừa quay vừa vừa đây nó cũng rậm rạp nữa thì bắt bớt đi, bởi vì là cũng sợ chuột bọ nó ăn nhiều, bắt bớt đi. Cũng có rất nhiều anh em hỏi vào ốc này. Đây em quay lấy đây cho các bác nhìn sáng. Đó, nó vẫn đang phát triển rất là ok các bạn. Thì ở đây thì có nhiều anh em hỏi bảo ốc sót ruột, bảo ốc đẻ chưa và đã có giống chưa. Em cũng xin chân thành là các bác đừng có vội. Các bác nếu mà vội quá thì các bác cứ đi tham khảo ở những cái trại mà lớn ấy, người ta có số lượng hàng tấn thì người ta mỗi ngày chắc cũng trẻ đẻ được 1-2 cân trứng là cùng. Còn em đây ít mà, lượng của em nó ít các bạn, nên là em cầm không hết, em cầm đặt vào đây ạ. Đó, cái loại này chắc nó rơi vào tầm 70-80 con, 100 con một cân, nó lông côm này. Nói chung là có nhưng mà lượng nó không có, không gọi là nhiều nhỉ. Chủ yếu là khoái quá, khoái cái món cây mon này, cây ngó này, cây ngó mon này. Đây, cứ đặt đây một tí lấy này. Khó nhỉ. À đây con cũng có cả con lâu lâu con. Con ở đây bắt luôn ở đây, nó ở em sẽ bắt ở trên đầu nguồn này, bởi nguồn này nó tối nó bò lên đây này, con chuột nó sẽ ăn các bạn. Thì để giảm cái thất thoát thì em sẽ bắt bớt cái bọn ở trên này nhiều.
Còn ở dưới kia thì em chắc em kệ nó thôi, em không không bắt. Em sẽ đi để nó để tự nhiên chơi một một ít. Đúng không? Cây ngó này các bác này, cây giống này các bác ơi. Cây giống ngó của em cũng rất là nhiều nhé các bác, mà mua ốc giống của em này và mua ấy, em cứ bẻ như này cho các bác đi trồng, ít nữa các bác có một một rừng em gọi là một rừng ngó luôn. Cây ngó này là rất tốt, là bây giờ em có xuống đây ngâm với nước cũng chả bây giờ sợ ngứa các bạn, không bao giờ sợ ngứa nhé, bác yên tâm là như thế. Nên là em rất là tâm đắc với cái mô hình mà trồng cây ngó này để nuôi ốc. Đấy, và chỉ cần giẫm xuống thôi là ốc nó có thể ăn rồi đúng không ạ? Đây, sau khi em bắt một lúc là đây, bắt một lúc là chỗ này chắc gần cân rồi, gần cân ốc bây giờ thì chắc thì em bắt, em thử bắt dồn vào đây khoảng 10 cân. 10 cân để cho nó ở đây xem sao. Ở đây cũng có một ít rồi nhá các bác nhá. Chờ. Ở đây cũng có nhiều nhiều xem. Đó. Đây. Ở đây cũng có mà. Đó. Ui, đụng đến là nó hay bị xước xước này nữa. Thì em bắt đây, em ở đây em bắt về em sẽ ở đây em có thả một ít ốc Thái Lan à. Ốc Thái các bạn. Gọi ốc Thái đấy. Cứ gọi Thái Lan đi nhỉ. Thì cái này em bắt về. Đây, ở đây vẫn trên này vẫn có rồi nhá. Bắt về em sẽ thả nhẹ nhàng xuống đây và chỗ này em quay để thí điểm xem mà đến khi nào con ốc nhỏ này nó để rộ thì em bắt đầu em mới tháo cái ao to này để vào đây là nó để là mình biết ngay đúng không, còn chứ để ao to này em không biết đâu một lần. Đúng, đây làm thí điểm ở đây thôi, chắc bắt khoảng yến vào đây, hai yến nhỉ, hai yến chắc phải cơi nới chỗ này ra một chút nữa. Đây, có mấy mét vuông thì ở đây em có quản lý bằng bằng cái khung chắn chuột, còn ở ngoài kia cái loại bé này lỡ mà chuột nó có ăn hết ở cái ao to kia thì ở trong này vẫn còn sót, em tính thế nên mà em bắt như vậy. Thì vừa làm vừa chia sẻ, ít nữa sẽ ra thật nhiều video hơn về ốc nhồi. Thì trước kênh em là các bác biết đấy, em là Hưng Ốc Nhồi Hà Giang nhé, thì em cũng thay tên kênh nên là có rất nhiều bác là cũng sẽ không biết đến. Hay da, thì video của em thì cũng nó cũng cá chê các bạn. Nó cũng tràn lan lắm, mong tất cả các bác ủng hộ em vì tập tành làm video thôi, cũng mới làm 2 năm nay thôi, thì cũng rất là mong lời khích lệ ủng hộ từ các bác bằng nút like, nút chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để theo dõi. Còn nếu thấy video em nó vô bổ ấy thì thôi các bác bỏ qua, coi như là lướt qua để nghe như một bản hài gì đó nhỉ. Thì bây giờ em tiếp tục cái công việc của em là em sẽ đi rà soát ở dưới kia, em sẽ bắt rà soát ở dưới một xung quanh một lần, và mấy ngày nữa em sẽ dọn phát bờ và lấy thuốc diệt chuột nữa, bởi vì cái lượng ốc ở đây cũng không phải ít đâu các bạn. Nếu mà em tính như vậy là cũng khá là nhiều, nhưng mà lượng ốc còn nhỏ quá. Lượng ốc nhỏ như này thì nó sẽ chậm hơn các bác một tháng sau khi để, đúng không ạ? Thì thôi thì sinh sau để muộn chấp nhận thôi, vì cái lượng ốc to của em năm ngoái là nó cũng chết là khá nhiều đấy nhá. Em cho các bác xem những cái vỏ ốc mà nó chết ở đây nhá. Đó, đây chết là em những con to em cũng vớt lên kia là được khá nhiều rồi. Đây các bác biết không, đây vẫn là con ốc à, đây các bác nhìn thấy không, đó đây cái vỏ ốc mà nó chết này các bác này. Đấy không phải không chết nhá, này các bác thấy không, đó em chết nó nói chung năm nay em chết cũng nhiều nhiều chứ. Đây là vỏ này, đây là những con ốc mà nó đã chết các bạn. Đây, những con này hôm nọ không chết nhưng mà em vớt lên đây nó cũng tiều đây nhá. Đây các bác nhìn thấy không, đây là vỏ ốc chết của em này. Đó thì không phải không chết, còn cái ao bên trên này, ao sinh sản hàng năm của em này, thì bây giờ nó cũng bắt đầu để lác đác bói rồi, ao bên trên này nhá các bác nhá. Đây em sẽ đưa cho các bác xem. Ây da, rộng quá bờ ao. Đấy, ao sinh sản này em cũng vẫn để là để cây ngó này và cây rong này. Và bây giờ ở lượng đây là cũng có một lượng là vừa đủ như mọi năm rồi. Thì
chẳng qua là ốc nó cũng gọi là ốc giò giò là nhiều, nên là chưa chưa có cái loại để rộ, nên là em cứ để vậy. Và thức ăn đấy tự nhiên như vậy đấy các bác, lâu lâu em có ném cho nó hoa quả nữa. Thì đấy, thì đứng ở trên này các bác có nhìn thấy đấy, em vừa vừa bắt quanh quanh đây này, cả ao nữa, được hơn cân, đôi cân, 2 cân gì đấy thôi. Thì tiếng sẽ bắt ở dưới này một ít nữa, và ở ao, ở cái vũng bé này cũng có một ít rồi. Thì cho các bác ngắm một chút về cái quang cảnh mà ao tự nhiên như nào. Giờ chỉ còn xử lý xung quanh bờ để diệt chuột nữa thôi các bác. Còn những cái cây mon này đấy, để ít nữa ốc nó phát triển rộ ấy, cứ thế mà lấy dao các bác, lấy dao cứ chặt chặt dần đó, chặt cắt bớt dần, không cắt xuống nó thối đến đâu thì con ốc ăn đến đấy. Đây là nguồn thức ăn thật là tự nhiên, trước đó em chưa trồng được ấy, em toàn phải lên đồi lấy lá giấy các bác. Có cái video mà cách đây khoảng 2 năm của em ấy, em bảo thức ăn không đồng ấy từ lá giấy ấy, nó là thực tế. Bây giờ cái cây mon này em cấy được rồi, em cần gì đâu, cây bèo bèo tấm bèo cám em lấy về em cũng ném vào, hoa quả có bao nhiêu thì ném. Em trồng bao nhiêu cây ngóa này các bác nhìn thấy này, đó gần 100 cây ngóa của em đây, còn vẫn đang nhân giống thêm nhá. Những cây ngóa này quả rất là to, rất là bền. Đằng nào em cũng lên đây để cất cái máy điện thoại em cho các bác xem luôn cây ngóa nhỉ. Thì cũng không biết nói sao đâu, làm video cũng chỉ là muốn thực tế thôi. Thì lên đây quay cho các bác xem mấy cái cây ngóa ấy, thì em rất khuyên các bác là chăn nuôi ốc để bền vững ấy. Các bác đừng có nghĩ là phải nuôi cám công nghiệp hoặc là mua hoa quả hay là trồng bí trồng biếc, thì trồng được thì tốt thôi. Nhưng mà cái bí và cái mướp chắc chắn vẫn phải trồng rồi, nhưng mà số lượng các bác muốn nuôi nhiều ấy thì các bác không thể ấy được. Đây những cây ngó của em trồng bây giờ bắt đầu ra những cái này này, bây giờ em đi bán này mỗi cân loại này này các bác, loại này 25-30 nghìn đấy, nó cũng ra nhưng mà chỗ em xa chợ nên em không đi, chỉ để ăn thôi và để cho ốc thôi. Đây giờ nó đã ra đây, các bác cứ trồng như vậy nhé, mai kia nó thành đám như chỗ lúc nãy luôn. Và cái ngó này này là nguồn thức ăn quanh năm của em luôn đây đó, ăn lẩu này, xào thịt bò các kiểu này, rau khoai lang này cũng thế đấy, khoai lang này ít nữa dâng nước lên là nó sẽ thối thôi, thì trồng trồng trên bờ này, rau củ cỏ nó thật tự nhiên như thế cơ. Đây còn cây ngóa này, cây ngóa 2 năm của em này các bác, năm thứ hai của em này, hơn 1 năm nó đã có quả, bây giờ năm thứ hai này các bác, có phải nguồn thức ăn thật cực kỳ là dễ dàng không? Đây đẹp không các bác? Đấy em trồng cố gắng trồng lấy 200 cây nhưng mà bây giờ mới được có gần 100 cây đấy các bác nhìn này, một cây chỉ to bằng bắp đùi thôi đấy các bác nhìn này, một giả cả một giải này đến lúc nó to chỗ này nó hàng 10 mấy 20 cân, dần dần nó lên đây hết một cái cây này đến năm như em đã quay rồi đấy, nó thậm chí nó đạt đến đôi tạ quả trong một lứa nhá, mà một năm nó 3-4 lứa luôn đấy, không phải em nói ngoa đâu. Thì đấy các bác cứ quả chín này như này là ném cho ốc ăn thì chả phải là nguồn thức ăn à. Đây em chia sẻ có nhiều bác ấy bảo em cứ chặt chém, em thôi thì xây dựng một cái mô hình nuôi ốc ấy cũng phải mất 2-3 năm các bác thì mới thành được, em cũng học hỏi dần dần từ rất nhiều bác đúng không? Đấy cả cây này nữa thế, bé tí này các bác, bằng cổ tay thôi, thôi thì cứ gọi bằng một nắm, bằng cổ chân đi. Đấy quả nó cũng như này lắc lẻo rồi, có phải đây đó, em quay từng giai đoạn cho các bác xem từ lúc trồng đến từ lúc bé tí đến bây giờ đây. Đó thì các bác nên trồng, nói thật sự đằng nào các bác cũng làm ao nuôi ốc đúng không, nếu các bác nuôi nuôi bể không nói nữa. Cây kia cũng thế, hàng chùm dưới gốc kia, còn tất cả đấy nhà em ở đây đây lùm ở dưới bãi cỏ ấy đây, em có một nhà ở ngoài nữa thì bố mẹ ở bên ngoài đó. Thì đây tất cả những cây ngóa mà em nói luôn nhá, thì qua đây thì năm tới thì em sẽ nhân giống cây ngóa này cho tất cả anh em để mà đấy, ném lên đây chỗ ốc ăn. Em sẽ nhân giống cái cây ngóa này này. Đây, các bác xem mỗi cái ao em chỉ trồng 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cây này. Mỗi lần nói xin thưa với các bác, mỗi lần nó cho hàng tạ, 2 tạ thì 5 cây hàng tấn quả. Mà một năm nó cho vài tấn. Thì có thể cái ao này bình thường bác nuôi được khoảng gọi là 1 tạ ốc, 2 tạ chẳng hạn. Nhưng mà ít nữa sau này bác có nguồn thức ăn dồi dào, các bác nuôi chật kín mà. Có khi nó gấp 5 lần chẳng hạn, có thức ăn rồi đúng không? Còn cây thì kỹ thuật trồng cây thì em sẽ phổ biến cho những bác nào trực tiếp qua những cái video sau, hoặc là những cái bác kết bạn Zalo hỏi trực tiếp em. Còn cây giống thì em đang nhân giống nhá. Mà ngóa thì em có quay video rồi đấy các bác ạ. Thì mỗi cái quả của em ấy, quả to nhất là 6 lạng, 5 lạng dưới 6 lạng. Đó, 5 6 lạng một quả luôn, không phải là nhỏ. Mà hơn nữa cây này các bác cứ trồng đi, trồng đây. Chỗ này em nó chi chít vào lúc em ươm đây xong là bây giờ nó mọc chi chít kệ nó chả ảnh hưởng gì
Đó thì nó tuyệt vời như này mà, vừa làm dâm vừa làm mát, vừa thức ăn cho ốc, chủ yếu thức ăn cho ốc, còn cho cá cho gà cho ghiếc thôi để tính sau. Sau này các bác mà làm mạnh lên hơn nữa, các bác có thể nuôi những con vật hoang dã, ví dụ như con nai, con hươu, con hoáng, đúng không? Con nai, con hươu, con hoáng, con gà, con lợn, con cá, nói chung là cái quả này ai cũng biết rồi. Và video thì em cũng quay là khá là nhiều rồi. Thì qua đây em cũng làm một góc là để chia sẻ với các bác như thế, và cũng cũng dám mạnh dạn là số lượng thì em có thể nhân giống nha, cũng có hạn thôi, có thể vài nghìn cây. Ví dụ bác nào muốn lấy mỗi người vài chục cây, hai ba chục cây trồng bờ ao, diện tích rộng thì trồng nhiều, hẹp thì trồng bớt đi, đúng không? Cây sung cây xiếc cũng thế, rất là tốt đấy em, mấy cây sung nó to dần, và đây mấy cây nhỏ này, và cũng có sung em thì nó chiếm diện tích nhiều hơn, và nó lá nó bé rụng xuống thì dọn nó khó. Và hơn nữa thì cũng giới thiệu luôn cái ưu điểm của cái cây ngóa này này, lá nó to như này, nó rụng xuống ao, các bác dọn dọn ao rất là dễ. Còn cây sung nhá, không không được các bạn, cây sung nó lại thế này, cây sung thì lúc rụng xuống ao đi ấy, cái lá nó nhỏ quá, mà con ốc nó lại không ăn kịp, lá nó nhiều thế này, đúng không? Thì còn cái lá ngóa này các bác đi nhặt, cứ nhặt vơ đấy đấy. Thì thôi thì cũng rất mong là các bác ủng hộ em, bác nào chưa đăng ký kênh một lần nữa em à, để có động lực đăng ký cho nhiều nhiều, em cũng có động lực để làm ra thật nhiều video hơn nhỉ. Cũng lâu lắm không đấy, bây giờ em lại kết thúc cái video để mà đi tiếp tục đi kiểm tra ao ốc nhá các bác nhá. Em chân thành cảm ơn tất cả các bác nhá. Hello, xin chào.